giờ sẽ là thử thách dành cho cả ba đội chơi. Đó là thử thách cướp dâu. Cướp dâu. Ai là dâu? Chúng ta có ba đội chơi. Mỗi đội có 5 người, mỗi người mang một con số. Trọng tài gọi số nào thì số đó lên cướp dâu. Mỗi lần thành công sẽ được 1 điểm. Đội nào đạt được 5 điểm trước sẽ là đội chiến thắng. Mỗi một đội các bạn sẽ mời thêm 2 sinh viên vào cùng chơi với mình nè. Bạn vào đấy không? Đợi anh Chris. 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 Bên này nè. Ai? Có chạm bằng vừa nãy không? Đó. 10 giây còn lại. Mọi người đó, mọi người 10 giây. Chạy nhanh. Chạy được không em? Được. Tốc độ chạy nhiêu? Chạy được bây giờ. Chị thấy là em đang rất là mong muốn là mọi người chọn em rồi. Một nửa công bằng rồi lắm. 10 giây nữa. Em. Đây nè, em áo gì? Ok. Thể dục mấy điểm. Ok, đã bắn toàn rồi. Chị tin em có cần giữ túi không em? À. 10 giây còn lại. Chơi không? Ai chơi nào? Qua đây. Vô đây với chị. Xong chưa? Ủa chú hai, hai bạn này sao mình lâu vậy? Trời đất, bạn còn một người nữa. Dài dữ vậy. À, chị Bảy hả? Tụi mình đội chơi sạch sẽ quá, mình thăng gian thôi. Bé còn ngơ ngác chưa có chơi game bây giờ không có biết. Số này là số gì? Số để đối đội bên kia, hiểu không? Dạ biết. À, số 3 bên kia. À, Phương Anh Đào chết chứ tập. Tôi đã coi đối thủ của tôi. Sao cũng hợp với ly số 2 á. Ly số 2. Số 5, số 5. Lê Dương Bảo Lâm. Anh phổ biến lại cho em được không? Giờ sao? Bên nó quảng trò mà gọi số nào số chạy lên. Ok. Số giờ 3 số. Hai ba tuổi 17 bẻ gãy sừng châu dựng cây dựng hai ba thua thì thôi trời ơi nhạt nhẽo đêm không đêm có gì vui thử thách 6 ngày 6 đêm dựng cây dâu gác luôn. Chưa bắt cười nha. Hai ba không vui. Ủa bộ bệnh đâu có vui đâu. Vui bệnh cũng đâu có vui đâu. Không vui. Chỉ có cái miệng anh bự thôi. Bỏ đi em nhỏ. Trò chơi sẽ bắt đầu. Trò chơi đi ạ. Không quạo. Số 3 lên. Wow. Một không cho đội của anh Trường Giang. Trời, chồng của anh nhận đi. Cướp điểm được. Đúng tay là được. Đúng là cướp điểm. Bên nó gần bên mình đó. Ê, lưu lại. Ăn gian quá, tuổi trẻ ăn gian dữ vậy. Phương nào, lưu lại. Số 5, số 4 lên. Cố lên. Số 5, số 4 lên. Đụng là không được lấy về đúng không? Bây giờ mày hiểu được chơi á, làm lại.
Số 3, số 4. Nghe, số 3 đây, số 3 đi. Số 3 đi, số 3 đi. Số 3 đi. Trạm ơi, Trạm ơi. Trạm ơi, Trạm ơi. Em chậm chú, em chậm. Nè, nè, nè. Hai anh. Em chậm chú, em chậm. Nè, nè, nè. Hai anh. Người ta cho con gái tài trợ 40 được không? Mọi người ơi, hai bạn kia đụng bé này không có ý nghĩa, chỉ có Trường Giang số 3 mới đụng được thôi. Nè, nè, nè. Hai anh. Đây, 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 1-0. Mọi người ơi, hai bạn kia đụng bé này không có ý nghĩa, chỉ có Trường Giang số 3 mới đụng được thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, ghê. Ghê, ghê, ghê. Ủa, Trường Giang được điểm. Ủa, ủa. Chú Giang số 3 mới đụng số 3 được thôi anh. Ý là chỉ có được điểm, nhưng mà số 3, số 4 thì những người bắt lấy phải là 3-0. Cùng số mới đụng số thôi. Anh ơi, nãy giờ mình chơi nháp đi chưa hiểu lắm. Khoan, khoan, nếu vậy á, số phải lấy ra chứ không. Mình đang thắng 3-0. Đang thắng 3-0, đang thắng 3-0. Em không nhìn thấy rõ số của ai. Đang thắng, thì bây giờ nhìn đi. Thì bây giờ nhìn đi. Mình chơi luôn. Số 4 lên. Yeah. Số 4 lên. Số 1 lên. Số 1 nha. Số 1 về. 2-3-4 lên. 2-3-4. 2-3-4. 2-3-4. 2-3-4. Nhìn ra bác. 3-4. Nhìn ra bác. Số thủ. The quiz 1 điểm. Yeah. Số 5 lên. Số 3-1-1. Anh Vĩnh Lăng Giang quá. Em chơi. Máy bị sao vậy chơi? Anh Giang. Mất thời gian. Số 1-2 lên. 2 về. Ghi điểm rồi, ghi điểm rồi thôi à. Đây chạm trước. Chị hỏi cái người bị chạm ai chạm trước. Không. Chạm. Đội số 1 của Trường Giang chạm trước. Thêm 1 điểm cho đội của anh Trường Giang. 4-1-1. Số 4. Người ta đang đọc tỷ số. Tỷ số bà ơi. Người ta đang đọc tỷ số. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Bây giờ đội của anh Trường Giang có muốn một trận đấu chỉ có hai đội bên này để cho họ có cơ hội được một lượt duy nhất. Rồi chơi đi, yếu chơi đi. Anh là người lấy em cản không? Nếu mà ba muốn. Ok. Hai đội dễ chơi lắm á. 3-4 lên. 3-4 lên. 3-4. 3-4. Trời ơi. 3-4. Trời ơi. Đội của Chris thêm 1 điểm. Sao số 4 không bắt Chris? Hả? Sao không bắt Chris? 4 về mà. 3 về chứ 4 về hồi nào? 3 về. Ai là số 3? Anh ơi.
trong cái gì? Tại vì em sợ bạn đau. Tỷ số hiện giờ đang là 4-2-1. 1-2-3-4-5. Trời ơi trời. 1-2-3-4-5. Trời ơi trời. Rồi sao chứ? Rồi sao chứ? 3-4-5 về, 3-4-5 về. 3-4-5 về, 3-4-5 về. Bên dưới. Một. Gan. Bên dưới. Gan. Hay quá. Phương Anh Đào thêm một điểm. Đỉnh quá. Thằng nữ. Thằng nữ đòi tôi nha. Đứng này là chết, mình hơi che góc kia. Ừ đúng rồi. Ủa bà Đào để bà số 3 sao bà đỡ qua đó vậy? Có đâu? Không, chị Đào số 2. Không, ban đầu là Phương Đào số 3. Đừng gọi số 3 hả? Đỡ qua cho bé này. Bé hình như đổi cho Phương đi, đổi cho chạy không được. Em số 3 đó nha. Một sự gian dối. Em được quyền tổ chức lại đội. Dạ mà có chiến thuật. Chiến thuật. Không sao, chơi đây, chơi đây. Kệ đó. 3-4-5. Hả? À, cái gì? Hả? À, cái gì? 5 về, 5 về, 5 về. Ba số 5 về hoài vậy? Gì vậy? Đúng rồi. 5 về, 5 về. Ba số 5 về hoài vậy? Gì vậy? Đúng rồi. Gì vậy? 4-4-4-4-4-4-4. Gì vậy? 4-4-4-4-4-4. Tự nhiên người ta số 3 đi đụng số 4. Số 3 mà tự nhiên đụng số 4. Thì có gì qua đó anh ơi. Còn có trời đâu. Các bạn đã giành được một bữa trưa thịnh soạn. Ngoài ra các bạn sẽ có được một phần thưởng đặc biệt dành cho đội thắng cuộc trò chơi cướp dâu. Kem. Người thua ăn cái cây của cà lem. Anh Giang ơi, đồng đội muốn ăn kem nè anh Giang. Đây là kem xoài nha mọi người. Em ăn kem xoài ngon lắm á. Yeah. Quá ngon luôn á. Ngon lắm luôn á. Omomatic Comfort xoay bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Bây giờ sẽ là thử thách dành bữa trưa ngon miệng cho hai đội còn lại. Đó chính là thử thách đá bóng. Anh Rít chụp rút. Đó à, cho tôi chứ Rít à. Em chụp bóng rổ thôi à. Mèo. Chết rồi, đội em chụp cút rồi. Chúng tôi cần chơi liền đi anh, chúng tôi cần chơi liền đi. Đúng rồi, phải chơi liền mà đâu chụp rút. Chúng tôi muốn chơi nào, chơi đi à. Bấm giờ chúng tôi đi. Sao hả? Chụp rút không à? Được kìa. Có sao á, coi chắc xíu đá cho nó chụp luôn. Đối với đội thắng thì các bạn sẽ không cần đá bóng mà các bạn sẽ vào vai trò bình luận viên của trận đấu. Còn đối với hai đội thua, có hiện nay là 3 thành viên mỗi đội. Chúng ta sẽ cần thêm 4 cầu thủ ở mỗi đội nữa. Và bây giờ xin mời các cầu thủ sinh viên tiến vào sân bóng ạ. Wow.
Rồi bây giờ để chiêu dụ người tài về đội bóng của mình thì đề nghị hai đội các bạn sẽ lần lượt thể hiện kỹ năng đá bóng của mình. Đội nào thể hiện thắng mới được lấy cái đội cái anh màu đỏ. Dùng tay đập nét cho anh, cho anh. Rồi. Ê, em bây giờ thì muốn truyền cho em tương bằng tay được không? Không, hai bạn chứ. Em muốn truyền anh, em muốn truyền. Anh cho em muốn truyền. Em đóng chân không được, em đóng chân không được. Hai bạn đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cho luôn, cho luôn. Làm lại, cho em một lần nữa. Anh đó, đầu tiên muốn truyền. Muốn truyền hả? Muốn truyền. Rồi, bất ngờ lắm. Cái nha. 10 cái. Ba, bốn, ba, bốn, không được 10 cái nữa. Đó rồi. Bóng chuyền. Nhét kiếp. Rồi, đợi bên kia. Thôi rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, bên đội rít là thắng rồi, đội rít có quyền chọn. Khang, Khang. Ủa, ủa sao chưa đá banh đã giỏi hơn rồi mà còn chọn người giỏi nữa đúng không? Ờ, sao chọn hết tất đi? Anh phải cho đúng sở trường, cho hết tất đi. Anh phải cho hết tất, rồi mới chọn người. Đợi, 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 rồi mới chọn người. Đợi, 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 đợi. Chơi chương trình giữ tạ. Đã đá banh giỏi rồi mà còn chọn người giỏi nữa, chơi cái gì đây? Hết tất đi, hết tất gặp bụng sáu múi nè, lộn mèo lên. Mèo lên. Dạ, dạ. Thấy chữ lộn cũng được. Đúng không em? Bên nào cũng ngồi bên kia. Rồi chọn đi ạ. Dạ em chọn rồi. Rồi về đội luôn, về đội luôn. Trời ơi, cái vàng em hết ba bạn cận rồi đó. Trời ơi, chả xong thấy đường rồi đá banh rồi sao thấy các bạn đá banh hay luôn. Lắm. Ủa? Em cũng có người cận luôn. Một đứa bị thương. Ba bé cận, à hai bé cận. Hai đội thi đấu bóng đá hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Chúng ta sẽ nghỉ giữa hiệp 10 phút. Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với sân vận động của trường đại học Đà Lạt. Ngày hôm nay vỗ tay nồng nhiệt cho hai đội bóng của chúng ta. Đá muốn cho đội bạn sợ nè. Mỗi quý vị đang cơ bóng, quý vị Lê Dương Vũ Lâm, Lê Dương Vũ Lâm, Lê Dương Vũ Lâm, Lê Dương Vũ Lâm. Một người không được rồi. Chris Lan, Chris Lan có bóng. Lê Dương Vũ Lâm chặn được rồi. Lê Dương Vũ Lâm chặn được rồi. Một tràng pháo tay cho Lê Dương Vũ Lâm ơi. Quyền đá biên đã thuộc về đội của quý vị. Chúng ta đang thấy cơ bóng trên sân. Chris Lan, Chris Lan, Chris Lan xuống đi nào. Chuôn Vũ Budapest đã đá không thành công. Chuôn Vũ Budapest á. Như vậy là bóng lại có từ phần sân của đội Ngô Kiến Quy. Và Lê Dương Vũ Lâm đang ra hiệu đừng quăng bóng cho tôi, đừng quăng bóng cho tôi. Thật độc đáo, một cầu thủ không cần bóng. Và Ngô Kiến Quy cầu quy với chàng Lâm, Lâm đầu đây. Lâm, Lâm đầu đây. Lâm, Lâm đầu đây. Không được rồi, Hiếu thứ ba. Hiếu thứ ba chuyền cho Chris Bang. Chris Bang chuyền cho Hiếu thứ hai. Chris Bang chuyền cho Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai, good. Hiếu thứ hai, good. Good. Hiếu thứ hai, một. Một phát trên Veluca không thành công của Hiếu thứ hai. Quý vị chàng đã biết đi nào. Và bóng được tìm về cho. Tumon. Vô, trời ơi. Tumon. Nhưng mà là trọng tài đã thổi rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Phạt gián tiếp, xin chúc mừng. Người thực hiện chắc có lẽ là Chris Van. Lâm ơi, đá bóng không phải dây đập. Lâm ơi, không phải dây đập. Trọng tài hãy xử phạt những hành vi phi thể thao. Ừ,
số đi đâu. Yo yo yo, hiểu thứ hai. Yo hiểu thứ hai. Yo hiểu thứ hai. Hiểu thứ hai. Hiểu thứ hai. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Thay người, thay người, thay người. Phương Anh Đào vào vị trí thay cho Lê Dương Bảo Lâm. Phương Đào, Đào ơi, ui vẽ Đào rồi. Đào ơi, ui vẽ Đào rồi. Đào, Đào đúng là Đào. Hay quá, hay quá Đào ơi. Một... hay quá, hay quá Đào ơi. Một pha đá vào không khí của Đào. Ê, 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 ê. Ê, ê, ê. Chúng ta thấy sự có mặt của Trinh Vũ trên sân ở bên đội của Đích Phan là hầu như là không cần thiết. Ở Đào, ta đây. Hay quá Đào ơi. Hay quá Đào ơi, hay quá Đào ơi. Không những con bé này đóng phim giỏi mà đá cũng hay. Ai? Ai? Thầy có sao không? Khoan, 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 khoan. Khoan. Vô mặt. Có sao không? Chết vô mặt. Dừng lại, dừng lại. Làm đi, không đổi tôi đi. Nói chung là... xém vô mặt, trời ơi. Không anh ơi. Cái đó mà... không phải. Đúng rồi. Cái này mà phải bảo vệ người ta. Đúng rồi. Đấy là như vậy được. Như vậy là đã tới lúc show kỹ năng của Lê Dương Bảo Lâm cãi lộn. Chúng tôi cần phải bảo vệ. Tôi cứ mặt tôi chính tiền. Không nào mà không che được. Thưa quý vị thân mến, khả năng đá bóng không có, nhưng khả năng cãi lộn thì chắc nguyên cái phường 7 Đà Lạt này luôn cũng không bằng Lê Dương Bảo Lâm đâu, thưa quý vị. Chúng tôi là cái sự công bằng. Bóng sẽ được phát từ vị trí của Chris Phan. Vậy tại là Chris Phan. Đóng, đóng vào. Rất mạnh. Như vậy là quả bóng vừa rồi đi vào vị trí không cần thiết. Và chúng ta thấy đây Ngô Kiến Huy, Huy Gia Trang đã có bóng. Ừ. Không thành công rồi. Không thành công rồi. SOS. SOS. Đội của Chris Phan. Và người ghi bàn là Hoàng Khang. Vừa rồi là Hoàng Khang. Và pha bóng lên dành cho Xuân Vũ Bù Đại Bạc. Niềm vui bên đời của Chris Phan và nỗi buồn lên gương mặt của Lê Dương Bảo Lâm. Gục ngã trên sân bóng. Chúng ta thấy sự gục ngã trên sân bóng. Như vậy là Trương Vũ đã ra dấu hiệu chúng tôi cần thay người. Như vậy là hai đội chúng ta hiện tại không còn phụ nữ, toàn đàn ông. Số hiện tại là 2-0 của đội Chris Phan. Như vậy là chạy đi những tiếng la ó, chạy đi để đội bắt bóng. Ôi trời ơi, Hiếu ơi, chị quá. Tuyệt Rít Phan, Rít ơi. Rít Phan vô nhà. Rít Phan vô nhà. Rít Phan vô nhà. Như vậy là Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục sẽ được bị thua hộ. Tỷ số hiện tại là 3-0 nghiêng vào đội Chris Phan và hai bàn thắng cú đúp dành cho Chris Phan. I know. Lên bóng, bóng lên, đội bóng màu cam lên, lên bóng đi các bạn. Trời ơi. Như vậy là chúng ta thấy một pha phạm lỗi mang tính chất giới tính của Lê Dương Bảo Lâm.
Vậy là một pha đá phạt dành cho đội Hoàng Khang đang đứng trước góc. Hoàng Khang sút. Sút vào. 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 Thưa quý vị thân mến, một cú sút từ xa vào. Một cú sút từ xa, một cú đấm dành cho Hoàng Khang. Lẽ ra vừa rồi thủ môn không chụp thì không vào. Thủ môn chụp tuột tay vào luôn. Thì bà danh dự. Không kiếm thật. Nói chung chúng tôi thấy đội áo cam toàn những nhân tài. Thưa quý vị, sau khi xin ông địa không thành công, đã trở về vị trí thủ môn và hàng loạt trái bóng vào gôn sắp xảy ra. Hiếu thứ hai đang có bóng. Hay quá, Hiếu thứ hai gặp anh Đào rồi. Anh Đào ơi. Thưa quý vị thân mến, đúng như dự đoán, hàng loạt quả bóng sẽ xuất hiện trong gôn của Lê Dương Bảo Lâm. Và chúng ta có sự thay đổi người, Xuân Vũ, một sự thay đổi người không cần thiết đã vào sân. Hay quá, một quả bóng nữa, khả năng sẽ có một bàn thắng nữa. Phương Đạt đã ngã trên sân rồi. Phương Đạt đã ngã trên sân rồi, nhưng không ai quan tâm. Kệ đi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người có muốn nghe Lily hát không ạ? Muốn không? Giơ tay cao lên nào. Chào đến nay những câu anh từng nói với em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại? Cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài. Em thật sự quá ngốc, nhưng chẳng thể bật khóc nữa. Giờ á, chiến thuật của mình là nhắm mắt thôi đá cũng thắng nữa. Là nhắm mắt thôi đá cũng thắng nữa. Là không cần gì nhiều hết. Mày để em sút. Đúng, đúng. Bây giờ làm mọi điều kiện để cho Dương ghi bàn. Dạ, ok không? Dạ, nha. Dạ, hồi nãy cái pha của anh Chris đội quá ác luôn. Lật bàn này đá ác thì, nhưng mà ý là sợ dơ áo. Cái áo này cái áo duy nhất luôn á. Trời ơi, tối về có giặt Omo mà sợ gì. Nè, tối về mấy anh em đưa quần áo vào anh giặt hết. Ê, giặt cho em. Giặt cho em với. Cho em xin ít nha. Rồi, giặt tay luôn á. Okay. Giặt cho em luôn. Ok. Phơi sấy khô, có dịch vụ hết. Ok. Rồi anh em lấy tinh thần cho hiệp 2 nha. 1, 2, 3, go. Nè, bây giờ vì cái game này là vì đồng đội của em sẽ dùng cái mặt tiền của em ra để đứng giữa cái khung đá thành. Đá banh mặt tiền luôn. Hồi nãy chém vô rồi đó. Hồi nãy mày không lấy tay em đỡ vô mặt thiệt á. Vô mặt tiền liền. Không, cái đó là bay cái mặt lủng ra đó. Đi ngang cái mặt em luôn. Quyết thắng. 1, 2, 3. Yeah. Bây giờ là đội mình đang thắng 5-0, tỷ số quá cách biệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấp họ 3 người trong vòng 5 phút. Dạ, nhưng mà em đứng trong sân nhưng mà chỉ đạo thôi. Không, ra ngoài luôn. Chúng ta đồng ý không? Đồng ý, chúng ta đồng ý.
Như vậy là hiệp thứ hai của trận bóng kinh điển đã bắt đầu. Sẽ chắc Rick Phan không xuất hiện trên sân bóng trong vòng 5 phút. Hoàng Khang xuất bóng. Phương Đào đã chuyền bóng. Bóng đang tập. Hết giờ. Rồi, hết giờ. Như vậy là tỷ số chúng ta không nhớ, chỉ có một từ là thua sắc mặt. À, chúng ta cũng phải nên có một tràng pháo tay dành cho tất cả những cầu thủ cũng như trọng tài ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn quý vị. Như vậy là với chiến thắng đầy thuyết phục, đội hiếu thứ hai Chris Phan và Dương Vũ là đội tiếp theo giành được quyền bữa trưa thịnh soạn. Chúc mừng. Chúc mừng mấy anh em. Thank you, thank you. Ăn no, ăn no, ăn no, ăn no. Và như vậy là trưa nay đội Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phương Anh Đào không có gì để ăn. Yeah, 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 yeah.